Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Như các bạn đã biết thì dòng xe Mercedes-Benz C-Class chính là mẫu xe bán được rất là nhiều của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam cũng như là trên thế giới. Bên cạnh Duy ngày hôm nay thì Duy sẽ có là chiếc xe C200 Avantgarde với mức giá là 1.599.000.000 và C200 Avantgarde LED với mức giá là 1.849.000.000. Thì hai cái chiếc xe này đang chênh lệch với nhau là khoảng 250.000.000 ha. Thì Duy nghĩ là chắc chắn có các anh chị khách hàng khi mà đang quan tâm tới hai cái mẫu xe này thì muốn biết là hai cái chiếc xe này nó sẽ giống và khác nhau như thế nào. Chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ thêm 250.000.000 nữa để lấy cái chiếc xe C200 Avantgarde LED hay tiết kiệm 250.000.000 để lấy C200 Avantgarde thôi. Đó, thì ngày hôm nay Duy sẽ mời các bạn cùng Duy ha xem thật kỹ cái clip này cũng như là tìm ra điểm khác biệt giữa hai cái chiếc xe này, xem chúng ta quyết định chọn cái mẫu xe nào nha. Ok, chắc chắn khi đứng ở phần đầu xe như thế này thì chúng ta hầu như không phân biệt được đâu là C200 Avantgarde hoặc là đâu là C200 Avantgarde LED các bạn. Đó, bởi vì là chúng ta có phần đầu xe thiết kế y chang nhau luôn. Cụm đèn của chúng ta là đèn LED High Performance. Nhưng đối với chiếc xe C200 Avantgarde LED của chúng ta các bạn thì chúng ta còn có một cái tính năng bên trong cái đèn, đó là tự động pha cốt ha, Adaptive High Beam Assist. Đó, nhưng C200 Avantgarde của chúng ta thì lại không có các bạn ha. Đó, về phần đầu xe thì các bạn thấy y chang nhau luôn, lưới tản nhiệt đều là giống nhau hết, cũng như là trên capo của chúng ta sẽ có hai đường gân dập nổi ha. Đó, thì đèn LED High Performance nó sẽ khác với là đèn LED Digital Light trên chiếc xe C300 này các bạn ha. Đó, đèn pha Digital Light thì các bạn biết rồi, nó có rất rất là nhiều những tính năng thông minh rồi ha. Nhưng mà C200 Avantgarde của chúng ta thì chỉ được trang bị đèn LED High Performance thôi ha. Với tính năng này nó sẽ là giống nhau. Và đi sang bên hông như thế này các bạn thì chúng ta sẽ phân biệt được đâu là C200 Avantgarde LED ha và đâu là C200 Avantgarde. Đó, đây là cái thiết kế mâm của C200 Avantgarde LED. Các bạn sẽ thấy là kích thước lớp là 225/45R18 ha. Đó, và kích thước lớp của chiếc xe C200 Avantgarde ha là 225/50R17. Đó, và thiết kế mâm của chúng ta là sẽ là như thế này ha, sẽ khác nhau ở phần mâm xe. Tiếp theo thì về hệ thống treo xe hay là hệ thống phuộc xe, các bạn thì đều sử dụng hệ thống treo thích ứng của Mercedes-Benz. Đây là một cái hệ thống treo gần như là tiêu chuẩn trên những cái mẫu xe của mẹ rồi ha. Ok, tiếp theo bây giờ Duy sẽ sang bên hông một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy là phần tay nắm cửa giữa hai cái chiếc xe này cũng khác nhau ha. C200 Avantgarde LED của chúng ta thì được trang bị cái tay nắm cửa cảm ứng các bạn, thì các bạn sẽ thấy là có mạ chrome ở khu vực này. Bên cạnh đó thì C200 Avantgarde của chúng ta thì không có cái tay nắm cửa ha cảm ứng, chúng ta phải sử dụng chìa khóa để lóc mở cửa. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn cũng sẽ thấy là trên cái gương chiếu hậu của chúng ta sẽ có một cái đèn hình tam giác nè các bạn. Cả hai cái chiếc xe của chúng ta đều có ha, đồng nghĩa với việc là xe của chúng ta có cái tính năng cảnh báo điểm mù các bạn ha. Cả hai cái chiếc xe của chúng ta thì đều sử dụng là cái kính phía trước và kính phía sau đồng màu với nhau các bạn. Hai chi tiết này cũng là giống nhau ha. Ok, bây giờ Duy sẽ đi ra phía sau của hai cái chiếc xe này. Chúng ta sẽ tìm cái điểm khác nhau giữa hai cái chiếc xe này xem có hay không các bạn. Phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là đây là C200 Avantgarde, còn đây là C200 Avantgarde LED. Thực chất là y chang nhau luôn các bạn nha, không có một cái điểm gì khi mà để chúng ta phát hiện được đâu là C200 cũng như đâu là C200 Avantgarde LED. Ok, bây giờ Duy sẽ mở cái cốp này lên cho các bạn xem nha. Đây là cốp của chiếc xe C200 Avantgarde LED. Các bạn sẽ thấy là ở trên cái cốp xe của chúng ta nó sẽ có hai cái nút bấm các bạn. Bởi vì là xe của chúng ta có tính năng Keyless Go ha. Đó, cho nên là chúng ta sẽ có cái cốp điện. Và chiếc xe này chúng ta còn có một cái tính năng nữa, đó là đá cốp các bạn ha. Bây giờ Duy sẽ mở cho các bạn xem cái cốp của chiếc xe C200 Avantgarde ha. Đây, cốp xe của chúng ta thì sẽ không có nút bấm các bạn nha, và cốp đóng bằng cơ. Và đây là những cái phụ kiện bên trong cái chiếc xe của chúng ta ha. Chúng ta sẽ có thảm nè các bạn, một cái thảm xe nè, một cái giỏ để chúng ta để đồ nè, những cái sách hướng dẫn sử dụng nằm ở khu vực này, túi cứu thương cũng như là móc kéo xe ha. Thì ra là giống nhau hết các bạn nha. Đó, và ở khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái cốp trống ha, chúng ta có thể để được đồ ở dưới này nữa. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái nút bấm ở khu vực này để chúng ta gập lại cái hàng ghế này nè các bạn. Trong trường hợp chúng ta chở những cái đồ nhiều hơn hoặc là dài hơn thì chúng ta có thể là gập cái hàng ghế này lại ha. Cả hai bên của chúng ta thì có hai cái nút bấm các bạn nha. Đây, ok, bây giờ Duy sẽ đóng cốp các bạn, đóng bằng tay ha. Ok, và bây giờ Duy sẽ đóng cốp C200 Avantgarde LED. Có tính năng là đá cốp tự động luôn nha các bạn. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem nè cái phần nội thất ở bên trong, xem chúng ta hai chiếc xe này nó có gì khác biệt ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là
cả hai cái chiếc xe này đều có sử dụng cái chất liệu ghế da giống nhau luôn các bạn, đó là da Artico hay gọi là da nhân tạo. Kể cả C300 luôn các bạn cũng sử dụng da Artico ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là khu vực táp lô của chiếc xe C200 Avantgarde nè. Đó, đây là cái chất liệu là nhựa mềm các bạn, nhựa mềm cao cấp ha. Đó, bên cạnh đó thì C200 Avantgarde của chúng ta, Avantgarde LED của chúng ta thì sử dụng một cái chất liệu nó sẽ khác một chút xíu ha. Đây là da Artico các bạn nha. Da Artico nắp 3 lúc nó giống như là trên C300, nó vẫn là da nhân tạo các bạn, nhưng mà chúng ta cảm giác là nó giống như da nắp 3 cho một cái cảm giác nó sang ha. Sang. Tiếp theo nữa thì các bạn cũng sẽ thấy là ở cái khu vực này, khu vực ốp gỗ nè. Đó, C200 Avantgarde LED thì được ốp gòn gỗ nâu mờ. Đó, bên cạnh đó thì C200 Avantgarde của chúng ta thì được chất liệu là bằng nhôm, ốp nhôm ở khu vực này. À, có những cái đường kẻ sọc nè các bạn. À, cũng rất là đẹp các bạn ha. Đó, đèn viền nội thất giữa hai cái chiếc xe này cũng là giống nhau hết các bạn, y chang nhau luôn, đều là sử dụng công nghệ đèn viền nội thất 64 màu cũng như là có 10 cái kiểu phối màu khác nhau. Tiếp theo nữa thì các bạn cũng sẽ thấy nè, sự khác nhau là C200 Avantgarde của chúng ta thì chỉ được trang bị cái dàn lo tiêu chuẩn các bạn, 5 lo hoặc là 6 lo thôi. Đó, bên cạnh đó thì C200 Avantgarde LED của chúng ta thì chắc chắn sẽ sử dụng cái hệ thống âm thanh vòm Boommaster 15 loa công suất là 710W. Thì với cái dàn âm thanh này bạn, nó sẽ giống như trên C300 AMG, nó sẽ giống như trên GLC300 hoặc là S-Class hoặc là S-Maybach luôn các bạn nha. Đó, đây là một cái dàn âm thanh rất là tuyệt vời mà Duy đã quay cho các bạn xem, mà nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể là xem lại cái clip trước của Duy các bạn ha. Duy có quay rất là rõ về cái hệ thống loa Boommaster 15 loa 710W này trên chiếc xe GLC300, nó sẽ giống nhau luôn ha. À, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có hai cái phần tay lái giống nhau các bạn, đều là tay lái tròn và tay lái đa chức năng có những cái nút cảm ứng ha. Đó, đều là giống nhau hết. Tiếp theo nữa thì các bạn cũng sẽ thấy là ở cái phần hỗ trợ lái giữa hai cái chiếc xe này, nó cũng có một cái điểm khác nhau rất là nhỏ các bạn. Cả hai chiếc xe của chúng ta thì đều có cái tính năng là hỗ trợ phanh khẩn cấp các bạn. Hỗ trợ phanh khẩn cấp ha, đều giống nhau. Nhưng đối với chiếc xe C200 Avantgarde LED thì chúng ta còn có một cái tính năng nữa, đó là tính năng cảnh báo lệch làn đường. Nhưng bên cạnh đó thì C200 Avantgarde của chúng ta thì chúng ta sẽ không có cái tính năng cảnh báo lệch làn đường ha, nhưng vẫn có cái tính năng cảnh báo điểm mù giữa hai cái chiếc xe này, đều là giống nhau ha. Đó, một cái điểm đó là sự khác biệt nữa các bạn, rất là nhỏ thôi. Đó, thì có thể là các anh chị khách hàng có thể là không cần cái tính năng này ha. Đó, về màn hình táp lô cũng như là màn hình ở cái khu vực giải trí này các bạn, thì cả hai cái chiếc xe này chúng ta đều sử dụng chung một cái màn hình và cùng chung một cái hệ điều hành luôn, đó là cái hệ điều hành MBUX thế hệ thứ hai của Mercedes-Benz. Đó, thì với cái hệ điều hành này nó cũng giống như trên xe GLC300 hoặc là trên dòng xe S-Class đó. Các bạn thấy là những cái mẫu xe nào mà có cái màn hình vuông như thế này trên xe mẹ các bạn thì đều là sử dụng một cái công nghệ màn hình giống nhau hết ha. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở phần phía sau giữa hai cái chiếc xe này. Thì đối với phần phía sau các bạn thì nó sẽ đơn giản rồi, nó sẽ gần như là giống nhau hết ha. Đó, nó chỉ có là hai cái hộc gió để mà chúng ta lấy cái gió từ máy lạnh ha. Chúng ta sẽ không có điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh ở phía sau. Chúng ta sẽ có một cái tựa tay ở khu vực này nè. Đó, hai chiếc xe này đều là giống nhau hết các bạn nha. Ở khu vực sau này. Đó, nhưng C200 Avantgarde LED của chúng ta các bạn thì chúng ta sẽ có một cái rèm. Một cái rèm chỗ này cho cái hàng ghế sau nè, ở đây ha. Đó, ngoài ra thì chúng ta còn có một cái rèm ở sau cùng nữa các bạn. Bên cạnh đó thì C200 Avantgarde của chúng ta thì sẽ không được trang bị cái rèm cho hàng ghế phía sau. Nhưng mà nếu mà với chi tiết này thì khi mà chúng ta mua xe các bạn thì chúng ta dán kính đen ở phía sau rồi, thì thực sự với chi tiết rèm cửa thì nó cũng không phải là quá quan trọng ha. Đó, các bạn thấy nè, giống nhau hết ha, khu vực máy lạnh ở phía sau giống nhau hết. Chúng ta cũng có một cái tựa tay chỗ này. Giống nhau ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem cái phần động cơ giữa hai cái chiếc xe này ha. Hai chiếc xe này chúng ta sẽ có cùng một cái động cơ giống nhau y chang luôn. Và đây là động cơ của chiếc xe C200 Avantgarde, còn đây là C200 Avantgarde LED. Cả hai cái chiếc xe của chúng ta thì đều sử dụng chung một cái động cơ, đó là động cơ 1.5 lít kết hợp thêm motor điện 48V hay còn gọi là mild hybrid các bạn, hybrid nhẹ ha. Thì đối với những cái chiếc xe thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz thì đều là sử dụng những cái động cơ mild hybrid như thế này. Đó, và các bạn thấy là có những cái mẫu xe mà chưa được trang bị cái mild hybrid, chứng tỏ là đây là những cái động cơ thế hệ trước ha. Và chiếc xe của chúng ta được trang bị động cơ 1.5 lít thôi, nhưng công suất lên đến là
là 204 mã lực các bạn nha. 204 mã lực. Đó thì nó sức mạnh nó tương đương với lại động cơ trên các chiếc xe GLC 200 bên này nha. Nhưng mà GLC 200 của chúng ta thì sử dụng động cơ 2.0 lít. Thực sự các bạn 1.5 hay là 2.0 hoặc là công suất như thế này, công suất như thế kia thì do Mercedes, do nhà sản xuất họ muốn thôi. Đó, chứ động cơ này thì Mercedes có thể là dư sức đưa công suất lên cao, nhưng họ muốn giới hạn ở cái công suất như thế này là đủ cho cái chiếc xe của chúng ta rồi. Một cái động cơ rất là mạnh các bạn và rất là tiết kiệm nhiên liệu ha. Đó, và đối với những cái chiếc xe Mercedes-Benz khi mà đăng kiểm các bạn thì chúng ta sẽ có một cái tem nhiên liệu ở bên hông nè. Đó, và mức tiêu thụ nhiên liệu là 8,27 lít trên đường kết hợp ha, và 10,2 lít trên đô thị, đường trong đô thị nè, cũng như là 7,15 lít trên 100 km ở ngoài đô thị nè. Thì đây là một cái tem nhiên liệu và Duy nghĩ là nó chính xác các bạn nha, chính xác nha, đây là một bức thực tế luôn đó. Và Duy nghĩ là nếu mà tùy theo cái cách chạy của anh chị thì có thể là cộng trừ 10-15% nữa là ok. Vừa rồi Duy đã cho các anh chị các bạn xem sự giống nhau và khác nhau giữa C200 Avantgarde hoặc là C200 Avantgarde Plus. Thì liệu với 250 triệu này chúng ta cảm thấy là có xứng đáng cho những cái option vừa rồi trên các chiếc xe C200 Avantgarde Plus hay không? Hay là chúng ta tiết kiệm 250 triệu để lấy C200 Avantgarde thì các anh chị các bạn có thể là comment cho Duy biết nha. Đó, và cũng như là trong tháng 10 này nếu các anh chị các bạn quan tâm đến những bất kỳ những cái dòng xe nào của Mercedes-Benz cũng như là dòng xe C-Class hoặc là GLC thì các anh chị sẽ được hỗ trợ 100% thuế trước bạ, cho nên là chúng ta có một cái mức giá lăn bánh rất là tốt luôn. Và với chương trình hỗ trợ 100% thuế trước bạ này các bạn biết rồi ha, qua hết tháng 11 là chúng ta sẽ không còn nữa ha. Đó, và để biết thêm chi tiết về tất cả những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz cũng như là C-Class hoặc là GLC thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.